Chào bác, em mới về được cặp loa Unkyo 77FRX. Một cặp loa vừa hát vừa nghe nhạc rất là hay. Cặp này đặc sắc bởi vì nó rất là đa năng, thùng bom bê rất là nặng, tép đôm. Dòng này là 77FRX, dòng hết số rồi. Đôi này em về thì quá đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy thành quách vẫn còn rất đẹp và gỗ rất là đẹp. Đấy, các bạn có thể thấy đây là cực đẹp. Quay đằng sau này, các bác ngắm thông số tại sao mà cặp loa này được anh em rất là ưa chuộng. Đây, công suất 180W 4 ohm. Các bạn có thể thấy vỏ gỗ rất là dày và nặng. Rồi chiếc này bê rất là mịt. Mà dòng là rốn sần. Các bạn nhìn thấy rốn sần. Dòng này thích hợp các bác vừa nghe nhạc vừa hát, bass rất là uy lực, trung sáng, các bác có thể nghêu ngao hát hò. Unkyo 77FRX, đôi loa siêu tầm gần như mới, góc cạnh đôi này không có điểm để chê. Các bác có nhu cầu thì alo số điện thoại 098 369 8887.